Kính thưa quý vị, Phil Hodgson, một bác sĩ tâm lý cũng là học giả nổi tiếng của Mỹ từng nói, nếu không có mục tiêu và kế hoạch để đạt được mục tiêu đó, bạn cũng giống như một con tàu ra khơi mà không có điểm đến. Vâng, con người sống phải có ước mơ, phải có hoài bão thì mới có mục tiêu để phấn đấu và chinh phục nó. Vậy nên ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, nhiều học sinh đã có những ước mơ khám phá bầu trời hay trở thành nhà thiên văn học. Và các em đã bắt đầu hiện thực hóa ước mơ của mình bằng những ý tưởng, giải pháp sáng tạo độc đáo. Chương trình Sở hữu trí tuệ và cuộc sống hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu hai ý tưởng, cũng là mơ ước được khám phá bầu trời của em Trịnh Đức Tân, lớp 12A7, trường trung học phổ thông Trần Hưng Đạo, thành phố Nam Định, với giải pháp máy bay mô hình với thiết kế khoang rời phục vụ nghiên cứu khoa học và giải pháp chế tạo kính thiên văn khúc xạ của em Phạm Phan Anh, học sinh lớp 11A1, trường trung học phổ thông Nguyễn Khuyến, thành phố Nam Định. Hai ý tưởng giải pháp này có gì đặc biệt? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu ngay sau đây. Ngay từ khi còn nhỏ, Phạm Phan An, học sinh lớp 11 A1, trường trung học phổ thông Nguyễn Khuyến, thành phố Nam Định, đã yêu thích khám phá bầu trời và mơ ước trở thành một nhà thiên văn học. An thường ngắm những vì sao bằng chiếc ứng nhòm của mình. Lớn lên qua tìm hiểu, An được biết thêm nhiều thông tin thú vị về các hành tinh mới được tìm thấy và cả cách chế tạo kính thiên văn. Vào khoảng tháng 7 thì Việt Nam có cơ hội chứng kiến người thực toàn phần ạ. Thì lúc đấy là em phải leo lên mái nhà để xem người thuật toàn phần ở lúc 3 giờ đêm thì uh, sau cái lần đấy thì em đã có ý tưởng là phải chế tạo ra một chiếc kính thiên văn mà sao cho mình có thể quan sát được các hiện tượng thiên văn Hiện nay trên thị trường cũng bán rất nhiều kính thiên văn, nhưng chi phí để mua một chiếc kính thiên văn ngắm bầu trời rất đắt đỏ, vượt ngoài khả năng của một học sinh. An đã lên mạng đọc báo, tìm hiểu kỹ thuật chế tạo chiếc kính thiên văn cho riêng mình. Sau một thời gian nghiên cứu, với sự giúp đỡ của các thầy cô giáo bộ môn vật lý, An đã bước đầu hiện thực hóa ước mơ của mình. Chiếc kính thiên văn do An sáng chế ra đời với nhiều ưu điểm sáng tạo so với sản phẩm có trên thị trường. An đã dùng sơn đen bên trong ống nhựa với mục đích hấp thu ánh sáng chiếu đến, đồng thời dùng các vòng tròn chắn sáng để chống bị lóa, nâng cao hiệu quả sử dụng. Người dùng có thể dùng kính thiên văn khúc xạ để quan sát bầu trời và các thiên thể trong vũ trụ. Với chi phí sản xuất thấp đơn giản, sản phẩm đã được sử dụng rộng rãi trong các giờ học về thiên văn học môn vật lý trong các tiết học ngoại khóa và các chuyến xã ngoại của các em học sinh trường Trung học phổ thông Nguyễn Khuyến. Những cái kính thiên văn ở ngoài thị trường hiện nay thì có giá dao động từ khoảng 500.000 đến 10 triệu đồng Kính càng đắt thì chất lượng cho càng tốt ạ. Còn kính thiên văn của em thì có chất lượng quan sát rất tốt và với giá thành rất rẻ chỉ khoảng 300.000 một cái kính như này thôi ạ. Kính thiên văn của em là kính thiên văn khúc xạ đơn giản ạ có độ phóng đại là 45 lần so với ảnh thật. Khi mà làm sản phẩm này thì mong muốn của em là được sản phẩm của em được phổ biến rộng rãi và sử dụng trong các giờ học vật lý, các lần đi dã ngoại, các giờ thí nghiệm. Cũng với ước mơ khám phá bầu trời, một ý tưởng khác của em Trịnh Đức Tân, lớp 12A7, trường trung học phổ thông Trần Hưng Đạo, thành phố Nam Định đã cho thấy tiềm năng sáng tạo mà nếu có cơ hội được trau dồi vun đắp, các em sẽ có thể trở thành những nhà khoa học trong tương lai. Với giải pháp máy bay mô hình với thiết kế khoang rời phục vụ nghiên cứu khoa học. Trịnh Đức Tân đã nghiên cứu chế tạo trước máy bay mô hình bằng xốp có khoang rời, kết hợp thêm mạch Arduino điều khiển bung dù có thể mở rộng thêm chức năng như tích hợp thêm các loại cảm biến nhiệt độ, độ ẩm, siêu âm. Ý tưởng này thì em đã vụ từ lớp 11 ạ. Tại vì niềm đam mê với mô hình thì em đã chơi từ năm lớp 10. Là năm đấy em đi làm để lấy tiền đi chơi. Còn bắt đầu Thực hiện dự án này thì là năm lớp 12 được sự hướng dẫn của cô giáo chủ nhiệm. thì em có thêm sự hỗ trợ của các anh trong nhóm mô hình ạ. Thì nghĩ ra ý tưởng này và làm nên dự án này. Hiện nay ở Việt Nam do điều kiện kinh tế, cơ sở vật chất và trình độ khoa học kỹ thuật còn nhiều hạn chế nên việc nghiên cứu và thử nghiệm trong ngành hàng không còn khá ít, đặc biệt là nghiên cứu về máy bay mô hình. Trong giáo dục vẫn còn thiếu trang thiết bị để học sinh sinh viên nghiên cứu sáng tạo hầu như chưa có trường nào đưa nội dung về máy bay mô hình vào giảng dạy. Với sản phẩm máy bay mô hình với thiết kế khoang rời phục vụ nghiên cứu khoa học của tác giả Trịnh Đức Tân giúp học sinh có thể nghiên cứu học tập các kiến thức về khí động học, vật lý tiết kiệm chi phí cho các hoạt động thử nghiệm và dạy học về hàng không. À, dự án này của em thì mong muốn là giúp cho các bạn có thêm một đồ dùng học tập để các bạn nghiên cứu về các kiến thức về vật lý khoa học hoặc là để cho mọi người có thể nghiên cứu về máy bay mô hình nhiều hơn và có mình có thêm các kinh nghiệm để làm các dự án sau này. Như vậy thì sẽ tạo cơ hội cho mình phát triển trong tương lai. Không bằng lòng với những thành công đã đạt được, trong thời gian tới, Trịnh Đức Tân sẽ tiếp tục nghiên cứu và hoàn thiện máy bay mô hình để đạt thêm các tính năng mong muốn như độ ổn định cao, khả năng liên kết với thiết bị điều khiển tầm hoạt động lớn đồng thời tích hợp thêm các loại mạch để phục vụ nghiên cứu như máy bay dự báo thời tiết, máy bay chữa cháy rừng, máy bay biểu diễn. Thưa quý vị và các bạn, con người chỉ có duy nhất một cuộc đời. Vậy tại sao ngay từ bây giờ không hành động để đạt được ước mơ mà còn chờ đợi đến bao giờ nữa? Câu hỏi đó đã thôi thúc rất nhiều bạn trẻ tự tin khám phá, sáng tạo để đạt được những thành công và thỏa mãn niềm đam mê của mình. Giải pháp nghiên cứu của các em có thể coi là một sáng chế giải pháp hữu ích Vậy sáng chế giải pháp hữu ích là gì? Sáng chế giải pháp hữu ích có thể được thể hiện dưới những dạng nào? Các tiêu chuẩn, điều kiện bảo hộ sáng chế, quy trình và thời hạn xem xét đơn sáng chế. Phần cuối tạp chí Sở hữu trí tuệ và cuộc sống hôm nay, chúng tôi sẽ giải đáp những câu hỏi này. Sáng chế giải pháp hữu ích là sản phẩm quy trình công nghệ do con người tạo ra, chứ không phải là những gì đã tồn tại trong thiên nhiên được con người phát hiện ra. Thuộc tính cơ bản của sáng chế, giải pháp hữu ích là đặc tính kỹ thuật bởi vì sáng chế, giải pháp hữu ích là giải pháp kỹ thuật, tức là biện pháp kỹ thuật giải quyết một vấn đề. Sáng chế, giải pháp hữu ích có thể được thực hiện dưới những dạng nào? Sáng chế, giải pháp hữu ích có thể được thực hiện dưới 5 dạng sau đây. Cơ cấu là tập hợp các chi tiết có chức năng giống nhau hoặc khác nhau liên kết với nhau để thực hiện một chức năng nhất định, ví dụ dụng cụ, máy móc, thiết bị, chi tiết máy, cụm chi tiết máy, các sản phẩm khác, vân vân chất là tập hợp các phần tử có quan hệ tương hỗ với nhau, được đặc trưng bởi sự hiện diện, tỷ lệ và trạng thái của các phần tử tạo thành và có chức năng nhất định. Chất có thể là hợp chất hóa học, hỗn hợp chất, ví dụ vật liệu, chất liệu, thực phẩm, dược phẩm. Phương pháp là quy trình thực hiện các công đoạn hoặc hàng loạt các công đoạn xảy ra cùng một lúc hoặc liên tiếp theo thời gian trong điều kiện kỹ thuật xác định nhờ sử dụng phương tiện xác định, ví dụ phương pháp hoặc quy trình sản xuất, xử lý, khai thác, đo đạc, thăm dò, vân vân. Vật liệu sinh học là vật liệu có chứa các thông tin di truyền có khả năng tự tái tạo hoặc được tái tạo trong hệ thống sinh học, ví dụ như tế bào, gen, cây chuyển gen. Sử dụng một cơ cấu hoặc một chất, một phương pháp, một vật liệu sinh học đã biết theo chức năng mới là sử dụng chúng với chức năng khác, với chức năng đã biết, ví dụ như sử dụng format làm thuốc chữa bệnh đau răng. Các tiêu chuẩn điều kiện bảo hộ sáng chế. Sáng chế được bảo hộ nếu đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn điều kiện sau: có tính mới so với trình độ kỹ thuật trên thế giới, có trình độ sáng tạo và có khả năng áp dụng công nghiệp. Quy trình và thời hạn xem xét đơn đăng ký sáng chế. Đơn đăng ký sáng chế được xử lý tại cục sở trí tuệ theo trình tự tổng quát sau: thẩm định hình thức là việc kiểm tra sự tuân thủ các quy định về hình thức đối với đơn, từ đó đưa ra kết luận đơn hợp lệ hay không hợp lệ. Thời gian thẩm định hình thức là một tháng kể từ ngày nộp đơn. Công bố đơn hợp lệ. Đơn đăng ký sáng chế được chấp nhận là hợp lệ được công bố trên công báo sở hữu công nghiệp trong tháng thứ 19 kể từ ngày ưu tiên hoặc ngày nộp đơn nếu đơn không có ngày ưu tiên hoặc trong thời hạn 2 tháng kể từ ngày được chấp nhận là đơn hợp lệ, tùy theo ngày nào muộn hơn. Đơn đăng ký sáng chế có yêu cầu công bố sớm được công bố trong thời hạn 2 tháng kể từ ngày cục sở trí tuệ nhận được yêu cầu công bố sớm hoặc kể từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ, tùy theo ngày nào muộn hơn. Nội dung công bố đơn đăng ký sáng chế là các thông tin liên quan đến Đơn hợp lệ, ghi trong thông báo chấp nhận đơn hợp lệ, bản tóm tắt sáng chế kèm theo hình vẽ nếu có. Thẩm định nội dung, thẩm định nội dung đơn là đánh giá khả năng được bảo hộ của giải pháp kỹ thuật nêu trong đơn theo các điều kiện bảo hộ sáng chế, tính mới, trình độ sáng tạo, khả năng áp dụng công nghiệp và đánh giá lần lượt từng điểm nêu trong phạm vi yêu cầu bảo hộ. Thời gian thẩm định nội dung đơn đăng ký sáng chế là 18 tháng kể từ ngày nhận được yêu cầu thẩm định nội dung nếu yêu cầu đó được nộp sau ngày công bố đơn hoặc kể từ ngày công bố đơn nếu yêu cầu đó được nộp trước ngày công bố đơn. Quý vị và các bạn thân mến, đến đây tạp chí Sở hữu trí tuệ và cuộc sống xin được tạm dừng. Mọi ý kiến phản hồi của quý vị xin gửi về địa chỉ Ban biên tập chương trình Sở hữu trí tuệ và cuộc sống Đài phát thanh truyền Nam Định, số 6 đường Nguyễn Viết Xuân, khu đô thị Hòa Vượng, thành phố Nam Định. Facebook Đài phát thanh truyền Nam Định, chương trình Sở hữu trí tuệ xin kính chào tạm biệt. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.